Trong một lần chạy ra ngoài, nó bị xe cán, bị bụng chưa chết, thấy cảnh như vậy còn lấy giấy sạch lót nó vô nhà để nó chết em chôn. Vuốt ve nó và rất đau khổ, đi chừng 5 phút nó vẫn chưa chết. Con chợt nghĩ nên giúp nó sớm chấm dứt nỗi khổ đau, con đã liền nó xuống sông. Và nó hối hận từ đó tới giờ. Rồi, xin sư chứng minh cho sự sám hối của con. Xin sư chỉ dạy con nên làm gì khi gặp hoàn cảnh như vậy đối với súc sinh. Ngày nào cũng có người đau khổ vì bệnh tật, vì sự chia lìa. Nếu có thể nói, con nên nói gì với họ? Nếu như mà đối với các cái loài thú thì mình nên thực hành tâm từ với cái loài thú đó, và nếu như mình nói mà nó có thể nghe, có thể hiểu được á thì mình nói, còn nếu như nói mà nó không nghe không hiểu được thì thôi. Và tốt nhất là mình chỉ có rải tâm từ đối với nó thôi, bởi vì mình đâu còn cách nào nữa, không lẽ mình mong cho nó mau chết à? Hỏi gửi cái link lên, cái gì gửi vô link, gửi hỏi lên thì không có trả lời online nha. Còn đối với người đó thì tức là họ có khả năng nghe hiểu, thì trong trường hợp đó đó chúng ta cần phải nói cái gì? Đầu tiên mình an ủi, ví dụ như nếu như mà họ hiểu pháp đó, thì nó khác, mà người không hiểu pháp thì nó khác. Cái người hiểu pháp thì nó đơn giản, sẽ lấy ví dụ như hãy quan sát các hành là vô thường, hãy ráng làm sao đó để cho cái thân này nó có bệnh nhưng cái tâm này nó đừng có bệnh. Nghĩa là mình nhắc cho họ nhớ lời dạy của Thế Tôn để họ nương theo đó họ thực hành, nhờ như vậy họ vượt qua cái sự khổ đau. Nhưng cái vấn đề là đối với những người không biết Phật pháp mình phải làm gì? Sư có một vài lời đề nghị. Ví dụ như bây giờ đó hãy nương tựa nơi Đức Phật, hãy nương tựa nơi chánh pháp, hãy nương tựa nơi tăng đoàn. Chúng ta hãy thực hành giống như cách của bà Sipawasa khi mà bà bị lên cơn đau đẻ, bà nghĩ cái gì? Đức Thế Tôn là người đã giác ngộ, Ngài đã tìm ra cách vượt qua những đau khổ như thế này, và con xin nương tựa Ngài để con vượt qua những đau khổ như thế này. Giáo pháp là những lời dạy giúp cho chúng sanh vượt qua những đau khổ như thế này, con xin nương tựa giáo pháp để vượt qua những đau khổ như thế này. Chư Thánh Tăng là những vị đã thực hành con đường đưa đến sự thoát khỏi những đau khổ như thế này, và con xin nương tựa chư Thánh Tăng để thoát khỏi những đau khổ như thế này. Niết bàn là nơi không còn những đau khổ như thế này, nên con xin nương tựa nơi Niết bàn để thoát khỏi những đau khổ như thế này. Và như vậy chúng ta có được cái niềm tin, có được nơi để nương tựa để mình thoát khỏi cái trạng thái đau khổ. Sư đã từng đi đến cái bệnh viện ung bướu và sư có cái sự trải nghiệm, đó là gì? Những người họ quá đau khổ khi đó, đó cái tính của họ mạnh nhất. Nếu như mà cái trí của họ không đủ mạnh, cái sự tinh tấn của họ không đủ mạnh, thì lúc bây giờ cái tính của họ, tức là cái niềm tin mạnh nhất. Thành thử đối với những người mà không có mạnh về trí tuệ, mình nhắc về chánh pháp, cái sự tiếp thu của họ rất là hạn chế. Họ cần cái gì? Họ cần cái nơi để họ đặt niềm tin, cần cái nơi để họ nương tựa, để họ vượt qua những đau khổ. Thành ra đó, mình khuyến khích họ suy tưởng
về Tam Bảo và nương tựa nơi Tam Bảo thì nó có cái tác dụng nhiều hơn. Còn nếu như một số người mà có trí thì mình có thể mình khuyên khác đi, ví dụ như thì cái gì cũng vậy thôi, nó có sướng thì nó có khổ, rồi thì nó có tan, nó có hợp thì nó có tan. Ở đời này cái bản chất của cái việc chia lìa nó là không tránh khỏi, cho nên bớt đau buồn đi. Mà sư mượn cái bài thơ của Ngài Giác Nguyên, đó là gì, cái gì tự nhiên bây giờ sư quên rồi, câu đi nhá. Gọi là cái gì à? Nó ý ai, ai đến ai đi, sống chết là tử biệt, sống là sanh ly, chim chiều về núi. Tự nhiên cái sư quên mất tiêu cái bài thơ đó. Sư rất thích đọc cái bài đó trong những cái đám tang, tức là để mọi người thấy đó, cái chuyện sanh tử, cái chuyện sanh tử là cái chuyện phải đến thôi. Cái người chết mình là tử biệt, người sống mình là sanh ly. Nhưng mà rồi đó, cái chuyện đó thì nó sẽ đến với tất cả mọi người, rồi nó cũng sẽ đến với mình thôi. Ai là người đi xuống, ai là người đi lên, ai là người đi ra, đó mới là chuyện quan trọng. Đấy. Thì đó là với cái người mà có trí. Còn đó, vì bệnh tật, đau khổ, vì sự chia lìa thì sư có một vài lời đề nghị như vậy. Cái chuyện á mà mình giúp, để giúp một ai đó hay là một chúng sanh nào đó mà mình phải làm một cái chuyện bất thiện là cái điều ngu ngốc nhất trên đời. Hồi lúc tôi mới sa di đó thì cái sư có vị sư bạn ông bị xiển, thì cái vị sư khác đó mới lấy thịt, lấy con cóc á, bỏ vô nồi cơm hấp cho vị này, cho vị bệnh xiển ăn để mà chị bệnh xiển nghe nói vậy đó. Thì tôi mới hỏi là sư làm sao sư có được cái con cóc hấp này, nó thì tôi bắt tôi giết. Cái chuyện mà mình vì một ai đó mà mình làm bất thiện để mình giúp họ là một điều ngu ngốc, Phật không có dạy cái đó. Cho nên mình giúp con chó nó đỡ đau khổ, mình giết nó thì mình phạm vô, mình không có phước gì hết trơn mà mình còn phạm sát sanh thì sám hối rồi. Mới mốt đừng có nên, ví dụ như mình thấy ai khổ quá mình muốn cho tiền họ mà mẹ mình không cho, nên mình vô mình chôm được tiền của mẹ mình cho người đó thì cái này không nên, không nên. Mình vì mình giúp người ta mà mình tạo cái bất thiện rồi mình trả quả thì mình mang cái tội trộm cắp. Thay vì á để một mình chúng sanh đó khổ, mình không có tội, không có khổ luôn, không có phước luôn, nó đỡ hơn, rất là nó khá hơn, nó ngon lành hơn là cái chuyện mình giúp chưa được mà mình mang nghiệp là trở lại, nhưng mình làm một cái ác nghiệp để mình mang nghiệp nha, nó lỗ từ A đến Z. Còn xin sư chỉ dạy là làm gì khi gặp hoàn cảnh như vậy đối với chúng sanh, súc sanh, không nghĩ đối với chúng sanh mà đối với người ta, thì mà khi gặp chúng sanh đau khổ á, cái bị những cái tai nạn, bị những cái gì đó hay là gần chết, thì cái điều đầu tiên á, hên quá, mình chưa tới. Rồi sau đó tiếp tục nghĩ mình sẽ bị, đó là điều tất nhiên không thể nào tránh khỏi, mình sẽ bị giống như đi đám ma vậy á, phải quán cái chữ chết, mồi mốt mình cũng vô hồn. Thì Giác Nguyên ông nói một câu rất là hay luôn, ông nói cái cảnh mà khi mà tôi nằm trên băng ca, người ta đẩy tôi vô phòng mổ á, rồi cái cảnh tôi ngồi trên băng ca, nằm băng ca mà tôi ngoái đầu trở lại nhìn người ta nhìn tôi á, mà không biết đi vô con lát có đi ra được hay không. Tất cả chúng sanh đều phải chết, thật ra đó mình không có giúp gì được cho nên chết cả. Nhiều cái đi tụng đám ma đó, mà chưa phải đám ma, có nghĩa là tụng cho cái người đang hấp hối,
đâu khoảng 7-8 năm trước có một cái chú đó, chú làm công quả ở chùa, là chú là cũng là cha của vị sư ở trong chùa Phúc Sơn, làm công quả một mấy chục năm trong chùa đó. Ở trong chùa luôn có cái cốc, thì cái ông đó ông hối vô tụng rồi tụng chưa tăng tụng ngoại đây, ông lỡ thì ông không biết rất giáp vậy, nó đâu biết gì đâu, tụng gì không, ông thở dốc thở ra hơi nhiều hơn thở vô, tức là sáng là ông mất, là tối đó là tôi ta hỉnh qua để tụng kinh cho ông. Cái chúng sanh mà gặp cái cảnh mình thật cá mình không giúp gì được hết trơn á, còn mình nghĩ rằng mình tiễn vong luôn, tiễn họ đi luôn rồi để mình giúp, là cái đó làm bậy. Ngày nay có những cái trường hợp là người nhà đó hấp hối mà nó già bệnh đeo ống thở mà lâu quá không chết á, đề nghị bác sĩ rút ống thở ra cho chết luôn, thì cái này nó không có đúng. Ai làm mình đừng có làm nha, nó mang theo tội sát sanh á, nếu mà bị tỳ khu là coi chừng bị bắt con trụ luôn. Thì khi mà mình gặp cái trường hợp đó mình cảnh tỉnh mình á, mình cảnh tỉnh mình á là sao, mình chưa tới và mình sẽ tới, trong cái giai đoạn chưa tới mình phải làm cái gì để nó có hiệu lực, tức là mình làm cái gì để mình tu tập trong cái lúc cái khoảng thời gian mình chưa tới cái giai đoạn đó, nó lợi lạc cho mình trong cái đường sanh tử. Bây giờ mình thấy người ta bị xe đụng nằm cục không biết chết sống, chắc chấn thương sọ não rồi quá đưa bệnh viện chắc cũng chết à, thì mình phải hết hồn, không biết còn bao lâu là mình tới trường hợp đó, mình thể tới mình không bị xe đụng thì mình cũng có cái khác để nó lật bạo đứt bọc lên đường, thì mình sẽ hết hồn rồi mình có thể mình để tôi thấy ai cần chết hay chết thì là tôi tu được vài bữa cái tôi cũng dễ vui trở lại, thì nó đỡ dùm cho tôi, nó đỡ cho quý vị là nó tinh tấn được 1-2 ngày, cái gì đi đâm tụng như đám ma là về tôi tinh tấn được ngày ngày, cái tôi cũng buông buông nó cũng bình thường như cũ hoài. Nói gì vậy, nó ngày nào ngày đau khổ, nói với mình thôi đừng nói với người ta nha, nói với mình á đừng có nói, nên con nói với họ, nói với mình là mình mốt cũng sẽ như họ, nó khác nó khác cái kiểu thôi, nó cũng vậy, cái đích đến của mình là tử vong, thì không có một cái bà hổm có kể con bà với bà trước đó, thì có kể cái câu chuyện cái cô đó của con tu nữ, cô tu rất là dữ mà cái lúc mà cô ung thư lúc gần chết nó cổ đau quá chịu không nổi, nó dặn là tu tu hết mình tu ráng đi tu tu thiệt tình, không phải lúc đó chịu không nổi, mình sẽ tới thôi quý vị, tôi cho quý vị là hên lắm á, hên hên theo kiểu mình nghĩ, hên là theo túi ví dụ bực cái chết thì nó này không nói rồi đụng cái chết luôn, té ví dụ như bây giờ mà nào ngủ đêm, có những người hay lắm ngủ đêm sáng dậy đứt khỏe, còn quý vị nằm trên giường bệnh hấp hối đau đớn dữ lắm, mà mình tu cũng đủ lực lúc đó chịu không nổi, nó rất là sợ sệt đau, mà nó mình gặp nó mình phải nhắc nhở mình là mình sẽ bị, và mình trong cái giai đoạn mình chưa bị nè, cái khoảng thời gian chưa có đó, mình nên làm gì. Giống như bây giờ nhiều người đào nhiều nhiều người đào, nhiều người gọi là thanh niên họ chưa có vợ đó, họ sẽ nghĩ lấy vợ rồi sao ăn chơi, giờ chưa tranh thủ chưa có vợ vài năm này ăn chơi cho đã đi, thì mình cũng vậy, trong cái khoảng thời gian mình chưa tới cái chết nè mình làm cái gì nó quan trọng hơn là mình nói cái gì với họ nha, mình tự Thì bây giờ nói ví dụ như nè, mình không giúp được. không, thí dụ như bây giờ bà mẹ mình nè, bà đang đau, bà bệnh, bà đau quá nè, bây giờ mình gặp mình nói gì cho bà, bây giờ bà bớt đau nè, để cho bà đỡ khổ Được nè. Chứ còn mà mình nói cái kiểu là thôi bây giờ gặp bà mẹ mình nghĩ thì mốt rồi chắc cũng tới mình, còn rồi trường bây giờ hợp bà mình làm mẹ cái rồi gì để khác, giúp nhưng mà bà mẹ mình nó chỉ là một trong những trường hợp ngàn nhưng trường mà trong hợp trường mình hợp như vậy mình nói cái gì để giúp cho bà tôi làm thinh đó, thì đó, thì không nói được, nói gì vậy, đó thì bây giờ bây giờ dụ như á, gãy tay gãy chân nằm chỗ á, thì còn nói chung á đa phần những trường hợp đó là nó không còn biết cái gì nữa hết, nó dạng là tình trạng là hôn mê rồi thở dốc rồi, đi tụng kinh rất là nhiều, biết đi tụng kinh cái người sắp mất đó mình thấy họ thở dốc họ không kêu đâu biết đâu, kêu ông ngài cả đó, chú nghe sư nói không, chú nghe đâu có trả lời đó, nên là họ vậy thôi,
dụ như đang ung thư mà chưa tới cái giai đoạn gọi là gần chết á, thì lúc đau đớn quá thì cái đó mình còn nói chuyện họ nghe. Nhưng mà xin lỗi quý vị, họ than là nhiều, họ không biết Phật pháp. Tôi mấy chục năm đây mà tôi ung thư tôi cũng la làng à. Nó khó lắm quý vị. Mình nói gì? Mình muốn giúp cho họ đó. Không, mình cho tiền họ làm phước đi. Nhưng mà giờ không có giúp gì. Đừng có nghĩ rằng á, mình giúp được cái gì, không có giúp được, tại vì trong cái cận tử á, cơn đau nó rất là hành. Tu thiền mấy chục năm mà chưa chắc đối phó nổi cái cơn đau đó. Mình đứt tay đây mình còn nhói, mình muốn chết, mình đau. Ai có bị đau ruột thừa không? Ai bị đau ruột thừa sẽ biết. Bị đau quặn thận nè, sang thận đau nè, đau nó đau tới nỗi mà đấm tay vô tường luôn. Đau quá chịu nổi. Tao mà lăn lung ginh cái cốc gỗ bên bao luôn. Rồi chưa tăng hùng tiền về cho tiền đi về luôn. Về giùm tôi cái mấy ông chết ở đây rồi. Đau mới bị đang một vị thiền một ông sư tu cả chục năm hành thiền, đang hành thiền đang trong trường thiền mà đau quặn thận, cái thận nó đau nó nhói mà lăn cái cốc bung luôn, đau quá lăn lên la luôn, mặc kệ tôi giờ tôi không tu nổi nữa. Bởi vì đừng có tưởng mình nói gì được, chư tăng vô kêu tánh niệm đi chỗ khác chơi, tôi quýnh luôn bây giờ. Nó quý vị trong cơn đau quý vị không còn một cái gì để mà làm chủ được nữa. Mấy ông sư vô khuyên khuyên kêu chánh niệm tôi, ông giỏi ông chánh niệm đi, tôi quýnh ông luôn á, mình quạo luôn á. Quý vị không có tưởng tượng được trong cái cơn đau mình thành cái gì đâu. Đó là đau bình thường, không phải đau trong cái chết mà mình còn tỉnh, mình còn nó đau nhưng mà mình còn sinh hoạt được. Còn mà cái đau mà nằm cục rồi tôi còn bó tay. Cho nên tóm gọn lại nó có hai cái khuynh hướng của sư á, thì quý vị nghe lại Tụi nó sư đã nhanh đề quá nghị. vô Còn cái khuynh hướng của sư chánh tâm á, là quý vị vừa mới nghe, cái và nào cũng tùy đấy theo cái hoàn cảnh thì tiếp. mà mình coi coi cái nào phù hợp. Ví dụ như mình nhắm á, người ta có thể nghe và có tâm lý sẵn sàng để nghe thì mình nói. Nghe cũng không làm Còn tùy à, được. nhưng mà còn cái lúc á, mà người ta không sẵn sàng để nghe á, thì mình đừng có nhào vô mình nói. Đúng rồi, nhầm À cứ trước khi mà chết, trước khi tức là lúc còn sống ghét thầy chùa mà mình mà người ta cần chết mình còn khuyên tu nữa, khuyên lấy Phật pháp rồi mình khuyên thì nữa, rồi mình còn mời mấy ông sư về nữa đủ. thành ra đó, khi mà mình nói đó phải nhớ dùng cái chuyện đó là gì, đúng thời điểm. Cái này nó rất quan trọng. Có những khi mình không thích hợp để nói thì mình im lặng, còn khi nào mình nhắm mình nói được á, Đúng. thì nói ha. Quý vị thấy á, nội mà cái cảm xúc là mình khó khống chế rồi. Đụng tới cái nãy cơn đau đó là tôi cảm xúc, tôi nói ví dụ tôi bị đau thận ở bên ba ao đó là cái cảm xúc nó lên, tôi khống chế không được, còn tôi nói nhanh. Vì thế cái cảm xúc một nhất thời một chút thôi mình đã khống chế không được rồi, mình không làm chủ được. Cái cơn đau đó rất là lợi hại vì ấy. Mình bây giờ nhắc tới đau thận tôi nổi, tôi còn đổ mồ hôi. Đau dữ lắm. Khổ lắm. Không chỉ cơn đau lúc chết. Ông ngày cấp cô độc mà ông tu hoàng rồi mà chết, khi chết ông còn sợ hãi, ông mới tỉnh ngày sắp bắt về thuyết pháp cho ông nghe. Nó không phải giỡn đâu, trong cơn đau mình rất là mà chung qua con này đi. Thôi thì coi như sư nhớ cái bài thơ nãy rồi, coi như sư gửi quý vị để thường hay lưu ý trong những cái hoàn cảnh như vậy. Giống như là một cái lời kết trong cái buổi vấn đáp ngày hôm nay, đó là gì? Duyên đến duyên đi, nhân sinh mấy thì, chim chiều về núi, còn chi mất chi, chết là tử biệt, sống là sinh ly, kẻ sau người trước, ai đến ai đi. Thì đây là bài thơ của Sư Giác Nguyên trong cái quyển Chuyện Kiếm Thầy Tu. Thơ tôi cũng nhớ bài thơ. À, Bài à. Đọc muốn đọc thì đọc luôn đi, rồi thơ này nếu là của cái câu hồi nãy, là cái câu bạn gì đó mà chấp cho cái sắc tình ái gì với cái nhan sắc á, nhặt hai chiếc lá bồ đề, một sao cho nhỏ một về làm tinh, sa môn một buổi thất tình, ghép hoa lưu lá ra hình đôi tim, cái gì đó quên rồi. Đường sinh tử một bến mê, trên trên nẻo sinh tử một nẻo về vô sanh. Mình cái dục á, cái dục
nhà sư còn chịu không nổi. Chứ Giác Nguyên làm bài thơ, cái đuôi, cái lá bồ đề ngắt ra thành đôi tim, cái lúc mơ mộng thì ngắt cái lá thành thành đôi tim, nhưng mà cái lúc thích, cái lúc mà muốn tu thì ghép lại cái đuôi lại thành cái bồ đề.